Mạng di động đã phổ biến trên thị trường trong nhiều năm với chức năng đơn giản, tiện dụng nên được rất nhiều người sử dụng từ văn phòng, nhà trường đến các gia đình. Mạng di động Tân Hà là thương hiệu dẫn đầu về chất lượng và được phân phối trên toàn quốc. Nhưng với tinh thần không ngừng cải tiến để có sản phẩm tốt hơn, Tân Hà xin trân trọng giới thiệu mạng di động New by Tân Hà phiên bản 2023 với 5 cải tiến đáng kể như sau. Chắc chắn hơn với thiết kế từng module giúp giảm rung lắc tới 2 lần. Di chuyển êm hơn với sự cải tiến lên bánh xe PA chịu lực với khóa định vị chắc chắn. Độ chi tiết hoàn thiện cao hơn với công nghệ xử lý mối hạt Nhật Bản. Tiện dụng hơn với khay bút lớn chạy dọc theo chiều dài bảng. Thẩm mỹ hơn với màu sắc ghi sáng bắt kịp xu hướng nội thất mới. Với những cải tiến ưu việt trên, bảng di động New by Tân Hà đã bước một bước tiến dài hơn đến người tiêu dùng văn phòng, nhà trường, gia đình và tiếp tục là công cụ hoàn hảo cho những buổi thảo luận hứng khởi và đầy năng lượng. Bảng di động Tân Hà đã tốt, nay cải tiến còn tốt hơn mà giá không đổi. Sản phẩm có mặt tại các showroom và hệ thống đại lý trên toàn quốc.